Thế cúm A là gì theo các mẹ? Theo các mẹ cúm A với cúm bình thường có khác nhau không? Để dễ hiểu nhất thì sẽ là, từ từ mình xem nào. Vậy cơ bản thì cúm A là gì? Các mẹ sẽ nhớ cho mình gọi là gì nào? Ba ý chính đi. Một, nó là nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính. Đường hô hấp là gì? Đây nhá, mình có cái ảnh để mô tả, tức là đường hô hấp của mình sẽ gồm đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Thì cái đường hô hấp trên ấy sẽ gồm xoang, mũi, hầu, họng và cả tai, tai cũng xếp vào đường hô hấp trên. Rồi khi mà đường hô hấp dưới sẽ tính từ khí quản, phế quản, tiểu phế quản và phổi, thì nó sẽ là những cái gọi là những nơi mà sẽ bị ảnh hưởng bởi cúm. Tức là khi mà cúm ở cái giai đoạn đầu, giai đoạn gọi là nhẹ đi, thì thường nó sẽ thường ảnh hưởng ở đường hô hấp trên thôi, nhưng mà khi nó bắt đầu biến chứng, nó vào sâu hơn thì nó sẽ vào đến khí phế quản, nó vào đến tiểu phế quản, và nó có thể ảnh hưởng đến cả phổi, gây viêm phổi. Thế nên đấy gọi là nhiễm trùng đường hô hấp nhé. Cấp tính tức là gọi là gì nhỉ, giải thích thế nào cho dễ hiểu, tức là nó đang cái đợt nó bùng phát đấy. Rồi nguyên nhân của nó là gì? Cúm thì nguyên nhân là do virus nhé, các mẹ nhớ cho mình, nó là do virus. Thế nên cúm đừng có nghĩ đến kháng sinh, kháng sinh liên quan đến cúm chỉ khi mà có bội nhiễm thôi, và cái này thường sẽ có bác sĩ chỉ định. Còn khi bé mà cúm mà chưa có bội nhiễm mà mẹ cho dùng kháng sinh ấy, nó sẽ gọi là gì nhỉ, bé, cơ thể bé đã bị cúm, bị virus tấn công mệt mỏi rồi, bây giờ dùng kháng sinh vào đã không hỗ trợ gì được bé, lại còn diệt vi khuẩn có lợi của bé, làm ảnh hưởng đến cả tiêu hóa của bé nên nó ảnh hưởng nhiều. Nên các mẹ đừng tự ý dùng kháng sinh cho bé nhé. Kháng sinh chỉ có vai trò với cúm trong trường hợp là bé có bội nhiễm do vi khuẩn. Bội nhiễm là gì? Tức là virus khi nó tấn công các vị trí của đường hô hấp ấy, nó sẽ tạo cho, nhưng có thể là nó làm cho cái vị trí nó bị yếu đi, có thể gây ra những cái tổn thương nhất định, thì khi đấy vi khuẩn nó mới có cơ hội để xâm nhập và nó nhân lên, nó gây viêm nhiễm chỗ đấy, thì gọi là bội nhiễm vi khuẩn, được chưa? Thì rồi nhá, xong cái ý nhớ nhất là virus thì không dùng kháng sinh. Và cúm A, nguyên nhân của cúm A là sẽ là virus cúm A, thì cái này thường là thường gặp nhất sẽ là H1N1 này, H5N1 này, hay H7N9. Các mẹ sẽ thấy nhá, cái cúm A là có đặc điểm virus của nó sẽ có gọi là HA típ, gọi là phân típ đó. Thì cái HA nó sẽ phân thành 16 típ, tức là từ H1 đến H16. Và N nó sẽ phân thành 9 típ, từ N1 thành N9. Vì vậy là cúm A nó có cái đặc điểm là nó rất dễ biến đổi. Và đấy là lý do mà tại sao mỗi năm sẽ cần phải tiêm nhắc lại cúm một lần thì mới có tác dụng. Và cúm nó sẽ, chắc là mình sẽ che bình luận đi một tí, không thỉnh thoảng mình hay liếc ấy. Tí nữa mình sẽ trả lời một thể. Và cái nó sẽ gây ra gọi là, đấy là lý do mà sao ấy, tiêm cúm, mũi tiêm cúm ấy thì lại cần phải nhắc lại hàng năm, bởi vì chủng cúm hàng năm nó sẽ biến đổi khác nhau. Thế nên là tiêm cúm năm nay rồi nhưng mà năm sau hoàn toàn có thể bị lại cúm nữa nhá. Hai lý do chính là chủng cúm biến đổi, và thứ hai nữa là cái miễn dịch của cơ thể, cái kháng thể được tạo ra ấy, nó đã giảm đi đáng kể sau một năm rồi. Và thế cúm A có đặc điểm gì, nó có nguy hiểm không mà lại nhiều người nhắc đến nó thế? Khi nó thân thiện thì nó không nguy hiểm, tức là hầu hết trường hợp cúm A sẽ khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên khi nó không thân thiện thì thực sự là nó nguy hiểm, và đặc biệt nó đều gây những cái biến chứng nặng mà cho những cái đối tượng nhạy cảm, trẻ em này, trẻ em dưới 2 tuổi, đặc thù là dưới 2 tuổi nhá. Dưới 5 tuổi, tức là theo nhiều các mẹ đọc nhiều thông tin, người ta sẽ khuyến cáo là dưới 5 tuổi, nhưng thực tế là đối tượng dưới 2 tuổi là đối tượng mình sẽ thu hẹp một chút, thì tức là nó nhạy cảm nữa. Hai là đối tượng phụ nữ mang thai, nhất là mang thai 3 tháng đầu. Mang thai 3 tháng đầu mà bị cúm thì ảnh hưởng rất rất nhiều đến sự phát triển của thai nhi. Thật sự là rất nhiều nhá. Đấy là lý do mà phụ nữ trước mang thai cần lưu ý về tiêm đầy đủ các vaccine, và chắc chắn là có mũi cúm. Mũi cúm cần phải tiêm trước khi mang thai nhá. Và thứ ba là đối tượng người cao tuổi, người trên 65 tuổi. Các mẹ sẽ thấy hay nhắc đến nhất là cúm A, lý do là vì nó biến đổi rất nhanh, đặc thù của nó là biến đổi rất nhanh. Nó mình bảo rồi đấy, từ H H đến 16 típ H và N có 9 típ N, nên nó kiểu biến đổi rất nhanh. Nó và khi nó gây ra biến chứng, nó có thể gây ra những biến chứng nặng, được chưa? Và nó có nguy cơ bùng thành dịch. Mọi người sẽ nghe có thể nhắc đến cúm B nữa. Thực tế thì cúm A, cúm B là hai cái cúm mình thường gặp nhất khi được nhắc đến. Nhưng mà cái cúm B đặc thù của nó chỉ xuất hiện ở con người. Còn cúm A các mẹ có thể sẽ nghĩ đến, có nghe đến nó là cúm gia cầm nữa. Lý do là vật chủ tự nhiên của nó là những cái loài chim hoang dã. Và cái nó vật chủ này, và nó có thể lây ra động vật, nó lây tức là lây lan cúm này lên động vật và lên con người, đây cái khả năng lây lan của nó rất nhanh. Còn cúm B đặc thù của nó là nó chỉ ở con người thôi, cái mức độ lây lan của nó sẽ thấp hơn, nó khó trở thành bùng dịch như cúm A hơn, và cái mức độ biến chứng của nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn cái cúm C thì thực tế là rất hiếm gặp các tình trạng cúm C, và nếu mà cúm C có gặp thì nó cũng rất nhẹ nhàng thôi, tức là vài ngày là nó sẽ khỏi và tự khỏi thôi, nhiều lúc là không cần tác động gì hết, được chưa? Đấy là lý do mà cúm A hay được nhắc đến như vậy. Đây mình sẽ có, đây gọi là mình, tức là slide này mình đều nói có sách mách có chứng, tức là không phải do mình nghĩ ra, nó tất cả đều là những cái khuyến cáo từ Bộ Y tế, từ những cái gọi là nghiên cứu dịch tễ lâm sàng người ta tổng hợp lại rồi. Thì ở đây slide này mình sẽ xuyên suốt thì chủ yếu là thông tin từ hướng dẫn của Bộ Y tế nhá, tại vì nó là cái thông tin gọi là chính thống nhất mình đưa ra. Và thực ra cái mình cũng tức là không muốn
Thực ra về cúm thì nó có rất nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy, có rất nhiều nghiên cứu, nhưng thực tế là để gọi là hiểu một cách cơ bản nhưng đúng và đủ nhất thì mình cứ bám sát theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhé. Còn những cái sâu xa hơn thì hoàn toàn nếu có điều kiện và khả năng thì mình hoàn toàn có thể tìm hiểu, nhưng mà đây là những cái thông tin cơ bản cần thiết và mình nghĩ là đủ dùng. Tại vì những cái trường hợp mà nó phức tạp hơn, nó khó khăn hơn, cần những cái thông tin gọi là chuyên môn hơn thì những trường hợp đấy bé đã được nhập viện rồi. Những trường hợp đấy là mẹ cần cho bé nhập viện rồi chứ không phải là mình tự điều trị tại nhà nữa. Rồi thì hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh cúm mùa Bộ Y tế năm 2011 thì người ta hướng dẫn thế nào hay người ta nói thế nào về cúm A? Thì ở đây người ta sẽ bảo là thường xảy ra hàng năm vào thuộc mùa đông xuân. Đúng rồi, mình làm bệnh viện cũng lâu rồi và thường ấy cái mùa mà Tamiflu nó khan hàng ấy là vào tháng 10 hàng năm cơ, thường vào tháng 9 tháng 10 đổ ra. Mình chính xác thì nó sẽ thay đổi du di một chút nhưng nó sẽ vào cái tầm đấy, tầm đông xuân, tầm cuối năm chứ không phải là như bây giờ. Như hiện tại, như bây giờ thì lan cúm A đã bắt đầu bùng rồi đó, Tamiflu bắt đầu khan hàng. Lý do là gì? Người ta đã nghĩ đến có thể là do ảnh hưởng của dịch Covid, tức là sau Covid thường có thể là cái chủng virus cúm này nó biến đổi này, mà nữa là cái đề kháng miễn dịch của cơ thể ấy, của mỗi người cũng thay đổi. Các mẹ sẽ để ý là sau hậu Covid nhá, sẽ có rất nhiều người bị mẩn đỏ dị ứng nhiều, cái tỷ lệ nó tăng rõ ràng hơn so với cùng kỳ năm ngoái đó. Và bây giờ ở bệnh viện sẽ có một cái vấn đề, đó là cái việc sử dụng Solu-Medrol, tức là nó là một loại, các mẹ cứ hiểu nó là một loại corticoid tiêm truyền, hiện tại là nó đang hơi bị lạm dụng quá. Thực tế là như vậy. Thôi để lại vấn đề bình thường nhá, không không quay sang Solu nữa, chỉ nói là tiếp là tức là hiện tại như năm nay này, không biết do Covid hay một lý do nào đấy thì cái dịch cúm nó đã được đẩy về, tức là vào thời điểm này mùa hè chứ nó không phải là đông xuân nữa. Và thường thì người ta khi mà tiêm vaccine cúm ấy, đáng lẽ slide cúm mình mới chia sẻ nhưng mà đúng luôn thì mình cứ nói luôn, thường sau khi tiêm vaccine cúm thì cơ thể sẽ phải có gọi là thời gian để tạo kháng thể, tạo miễn dịch, thì thường nó sẽ khoảng 2 tuần có tác dụng đó. Thì đấy là lý do, thế nên là vừa tiêm cúm xong ấy, nhiều người thắc mắc là em vừa đi tiêm cúm, em vừa cho con đi tiêm cúm về mà bé vẫn bị cúm chị ạ, tức là vaccine cúm nó chẳng có tác dụng gì, thế tại sao phải tiêm vaccine? Thực tế là vì mình tiêm nó bị không kịp lúc ấy. Năm nay ấy, thì đúng là cái dịch cúm nó đẩy hơi sớm, như bình thường thì thời điểm này hoặc là khoảng tháng 8 mình đi tiêm vẫn ok, nhưng bây giờ thì cũng bị đẩy sớm nên nhiều trường hợp, mà vaccine năm nay cũng bị về muộn, thế nên là nhiều trường hợp là bé sẽ bị vừa tiêm xong thì có bị cúm, đã có những cái trường hợp như thế chưa? Thực tế là cá nhân mình ạ, mới tiêm được một mũi, có cái mũi thứ hai đáng lẽ là phải tiêm cách đây vài tháng rồi, chính xác bao nhiêu tháng thì mình không nhớ, nhưng mà toàn hết vaccine thôi. Còn hôm trước thì mình tiêm hai mũi khác thì chắc là mình sẽ cách ra khoảng 2 tuần đến 1 tháng thì mình mới cho đi tiêm lại nữa. Rồi nữa là bây giờ lại còn có dấu hiệu tay chân miệng ốm yếu thì cũng không biết thế nào đây. Rồi tiếp về cúm nhá. Rồi đây có thể lây trực tiếp từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, khi hắt hơi. Đây ở đây trong hướng dẫn Bộ Y tế cũng nói rõ là bệnh có thể gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng và có thể dẫn đến tử vong. Ok nhá. Rồi bây giờ đây là phân biệt cúm A và cảm lạnh nhá. Chứ cúm thường chắc là lúc đấy mình đang nghĩ một cái vấn đề gì đấy. Thực ra là cúm A và cảm lạnh. Ở đây mình có cái hình minh họa về típ HA và NA đấy, nó là những cái, đây là virus nhá. Và cái chủng các mẹ sẽ thấy là theo từng năm đây nó có những cái chủng virus cúm A mới xuất hiện. Phân biệt cúm A và cảm lạnh như thế nào? Thì đây nếu là phân biệt về cơ bản thì nó sẽ là tất nhiên về nguyên nhân rồi. Cúm A thì nguyên nhân là do virus cúm A, còn cảm lạnh thường là nguyên nhân do những loại virus thông thường khác và thường gặp nhất là rhinovirus. Đặc điểm của cúm A ấy, thì cái mức độ nặng của bệnh thì nếu mình đã nói là nếu nó thân thiện thì nó cũng nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên thì một số trường hợp nó có những cái trường hợp gây biến chứng nhập viện và tử vong, vì vậy là người ta phải quan tâm nhiều đến nó, người ta mới lo lắng nhiều như vậy. Và đặc biệt trên cái đối tượng nhạy cảm, ba đối tượng các mẹ nhớ rõ nhé, trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai, nhất là 3 tháng đầu và người cao tuổi. Rồi còn cảm lạnh thì đa thường phần thì nó thường nhẹ thôi, nó diễn biến nó gọi là nó sẽ tăng dần từ từ, còn như cái cúm ấy các triệu chứng nó thường đột ngột một lúc luôn nhá. Còn như cảm lạnh thì diễn biến có thể 2-3 ngày thì các triệu chứng nó mới xuất hiện dần dần á, và nó cũng nhanh khỏi sau vài ngày và ít gây biến chứng đấy. Cái đấy là cái để mình dễ phân biệt nhất. Còn đây là một cái slide nhỏ để phân biệt cảm lạnh này, cúm và Covid-19, thì mình sẽ không nói hết cả những cái ý này, để mình xem có những cái ý gì để phân biệt thôi. Thường cảm lạnh nó sẽ thường gặp khi mà giao mùa, thay đổi thời tiết. Lý do là cái này nó do nhiều nguyên nhân, do nhiều virus ấy. Kiểu cái thời điểm giao mùa là cái thời điểm mà gọi là có thể coi là đề kháng của cơ thể nó bị giảm đi đi, bởi vì môi trường nó thay đổi mà, cơ thể cần một thời gian để thích nghi. Rồi để xem có cái gì phân biệt. Đặc điểm sốt thì đa phần cả cảm lạnh, cảm cúm hay là Covid đều có, chỉ có cái cảm cúm thường cái dấu hiệu của cái cảm cúm này mình cứ hiểu chung là cúm đấy nhá, cho virus cúm gây ra thì thường cái sốt nó sẽ rõ ràng và nó còn rõ ở cái đau cơ, đau người, đau mỏi toàn thân ấy. Đấy cũng là cái đặc thù của cúm so với cảm lạnh. Để xem có cái gì cần phân biệt nữa nào.
Về cái viêm phổi hay biến chứng của viêm phổi á, thì thường ấy, thì cái cảm lạnh nó ít gây biến chứng về viêm phổi lắm, nhưng mình nói là thường nhẹ thôi, nó ít vào sâu và nó thường tự khỏi thôi. Với cái COVID-19 thì khả năng gây viêm phổi, ảnh hưởng đến phổi thì rõ ràng hơn nhiều rồi. Còn cái cảm cúm thông thường thì nó chỉ gây viêm phổi ở cái trường hợp mà nó đã bắt đầu biến chứng, nó vào sâu ở trong hệ hô hấp rồi. Còn đa phần nếu mà kiểu cảm cúm nhẹ thì thường nó mới chỉ ảnh hưởng đến chỗ đường hô hấp trên thôi. Đấy sẽ là những cái gọi là đặc thù nhất nhá. Thì tóm lại cúm khác điểm nào? Cúm khác ở điểm là nó sốt thường rõ ràng, cơ thể thì thường đau cơ mỏi hơn, thường đau đầu nữa, được chưa? Và thường ho nhiều.